Có khán giả muốn gặp anh. Khán giả nào? Úi giời, sao khán giả gì mà trùm hết cả đầu cả tai như kia. Giới thiệu với anh, đây là giới thiệu với anh, đây là chủ kênh TikTok, Facebook, YouTube có nửa triệu người theo dõi. Tao bảo một việc mấy câu. Rồi, bắt đầu, 1, 2, bắt đầu. Tao làm nhiệm vụ cho anh ở đây. Bây giờ bắt đầu từ tối nay này, tối nào anh phải lên chỗ mẹ anh ngủ nhá. Xem có cái thằng cha nào đến mà không. Nếu có nhá, nếu có thì mày cứ cho mỗi thằng một nhát dao nhá. Một búa cũng được. Cho là nếu mà có là cho mỗi thằng một con dao để nó đi tỉa cây nhá. Tỉa cây, tỉa nhãn ở vườn ấy. Hoặc cho đúng nó rồi. Cái búa để nó đi đóng đinh nhá. Ừ. Sao mày nói đấy? Sao cơ? Thì cho nó mượn dao chả đi tỉa cây. Cho nó mượn dao nó chả đi tỉa cây. Không. Mày phải tìm một con dao của nhà mày mang đến để mày ngủ ở nhà mẹ mày nhá. Úi, thế thì mẹ con không ngủ được đâu. Đâu? Con thấy cái thằng nào mà cầm dao đến ngủ đó mẹ con sợ chạy mất đấy. Nhưng mà mẹ biết đây là thằng vịt chứ gì nữa. Vịt? Sao này vịt? Vịt. Đây là vịt. Này, đầu từ tối nay nhá. Mày đến ngủ ở nhà mẹ mày nhá. Mà trước khi mày đến thì mày điện cho mẹ mà con đến ngủ thăm mẹ nhá. Nhớ là anh phải nhớ là một là phải đeo kính với lại chùm một cái mũ màu xanh vào nhá. Ừ. Đúng không? Để tao trên này tao ngủ tao yên tâm không sợ thằng nào đến quấy giày mẹ mày nhá. Rồi. Đấy, số con cả giao trách nhiệm cho nặng nề thế mà không biết con làm được không? Chưa sao đâu. Chắc không. Trông tướng này trông tướng này là non lắm. Thế con gọi cho con nhá. Đâu làm gì? Gọi về. Thôi thế thôi nhá, vượt nhá. Vâng. Con đang bận gì? Con đang đến trông coi mẹ này cẩn thận cho bố nhá. Vâng. Ông cứ an tâm đi chơi vi vu, không có vấn đề gì. Con ở nhà quản hết. Đấy, bố cứ đi chơi thoải mái đi. Tối anh Việt con sẽ đội mũ giống bố, đeo một cái kính đen, đeo một cái khẩu trang nữa, rồi xuống ngủ. Trông mẹ con ngủ ở ngoài ấy. Ai đến thì kêu ầm lên. Lý cho em nhá chào. Tức là đến cho họ con dao để họ đi tỉa cây nhá. Cho họ mượn dao đi tỉa cây đi. Vâng, ok. Họ cho họ mượn dao đi tỉa cây kìa. Nớn như thế mà bố nói mà còn không hiểu. Nó thôi giờ mày trêu nó, mày nói thế chứ. Con trêu đâu. Thế nhá. Rồi anh làm việc đi. Con chào bố. Không gì. À Hưng là từ tối nay mày về nhà mày cho con mà ăn uống xong rồi mày lên ngủ với mẹ nhé, mày nhớ trông mẹ cho bố nhá. Ôi giời ơi, trông như thế nào hả bố? Trông như thế nào là ra ngoài cạnh hè ai giải lên cái chiếu mang chăn mấy gối ra đấy nằm, ai đến thì kêu ầm lên. Chứ hôm qua tuổi tuất đấy. Biết rồi. Nó nói nẻo mày đấy. Thôi nhưng mà tuổi tết mà giải chiếu nào rồi à, chỉ phải là con chó thôi. Bố nói nhá, không phải con nói đâu. Mày nói ý thì như thế. Nhưng mà bố. Đúng chứ, con sinh năm 82 tuổi tuất đâu. Đúng rồi à. Nhưng mà đây nè, bố bảo nhé, con không phải con bảo đâu. Mày ơi, cho cái chiếu, rồi giải cái chiếu về. Giải cái chiếu ngủ ngoài này để trông nhà cho mẹ nhà con. Ai đến thì gọi ầm lên chứ nó đúng chứ còn gì. Bố ơi. Bố kìa. Yeah. Chốt lại là con có làm đâu hay con có làm gì thì con vẫn là con gái bố, vẫn là chị gái của thằng em con, đúng không bố? Nó nói chị ta chẳng nghe. Tức là chốt ở đâu là con làm gì hay như thế nào thì vẫn là con gái của bố. Vẫn là con gái dìu của bố nhá. Vẫn là chị gái của Tuấn Tồ nhà mình bố nhỏ.
cậu có tả chị như thế nào thì chị vẫn là chị của cậu nhá. Chứ không con bạn bố, bố nghe rõ không? Thế rồi. Tức là con tả như thế nào thì vẫn là chị gái của con, vẫn tuổi Tuất, không thay đổi được sang tuổi khác đâu. Đúng rồi. Đấy. Cần gì phải thay đổi tuổi? Bây giờ bố dặn con gái bố thì dặn lại thế nào cho chính xác. Nào, 1, 2, bắt đầu. À Hưng này, mày có nói chuyện với thằng chuột này thì mày bảo mày cho nó nắm tóc để nó cắt cắt. Anh Việt con là tuổi gì nhỉ? Tôi khỉ. À, chị Hưng con? Hưng ve. Không, tuổi Tuất này con ve. Ở nhà có một con khỉ. Bên này một con người con gái tuổi Tuất. Uống mà ở trong nhà bên này nhìn mẹ con thì tuyệt vời luôn. Nghĩ là nhiều qua đêm rất giỏi. Trèo cây nhìn tốt. Thế con tuổi Tuất. Tuất là nó sủa mà. Ai thì bố lại đi nói xấu con gái kinh dị tới mức như vậy. Không, thực tế nó là như thế, đâu phải nói xấu. À, nó tuổi Tất chả là đó. À, con thì bố nói sao cũng được, miễn là bố vui. Ừ, tao nói tới là trêu ngoài một tí thôi. Vâng. Không sao chứ nhỉ? Không sao đâu bố ạ. Ừ, không sao đâu. Thằng này nó cứ kích mày thôi đấy. Thằng này chuột ngắt này nó cứ kích mày thế nào thế kia đấy. Ngoài con thì em con có trêu được ai đâu. Đúng rồi. Tối mày phải lên cho mẹ mày ngủ cho nào mày. Trông mẹ rồi cho bố nhá. Đưa thì mẹ con thì vẫn ở nguyên đấy, con làm sao đâu mà phải trông. Phải trông chứ không người ta bê mẹ mày đi vất đi đâu đấy. Làm mẹ gì con, mẹ con nặng thế. Mẹ con là mẹ con chứ có phải khúc gỗ hay bức tượng đâu mà bê vất đi chỗ khác được. Ôi rồi. Ui rồi làm sao? Cái chuyện đấy là bình thường. Thế xong chưa bố? Thế mày bây giờ ra ở Mường Cai hay ở đâu? Con đang ở Mường Cai. Thế nói chuyện với người ta có trách không? Có đấy bố. Người ta trách này sao mình không nói to nên để người ta nghe rõ hơn. Con đóng cửa phòng kín rồi bố ạ. À, không cho ai vào. Không bố ạ. Thế ở trong cái lạnh thế mà bố phải đội mũ len. À bố đội trước để ngày mai nó đến mà nhiệt độ lạnh nó đến thì bố đội không kịp. Hôm nay bố đội trước. Ở trong này rét là dạo này rét lắm, không như ngoài đâu. Ngoài thì nóng hơn, trong này 1-2 độ đấy. 5 độ á. Ngoài đấy có rất nhiều cái nó hơn ở ngoài. Hơn ở trong. Một, nóng hơn. Hai là đông người hơn. Ba là buồn nhiều hơn. Bốn là lo lắng nhiều hơn. Tranh thủ lúc đang nói chuyện này bố mắng chị Hưng hơn. Ừ, sao phải mắng nó. Nó gái dậu của tao sao phải mắng nó. Hẹn vào thăm bố, vào đây thăm bố hẹn thứ bảy. Bao nhiêu cái thứ bảy rồi, không bạn? Lúc ấy nó còn bận làm báo cáo. Thế rồi. Đúng rồi, cảm ơn bố. Thế tại sao mà con có mắc lỗi y như vậy bố lại mắng? Ừ. Mày mắc lỗi như thế là bao giờ? Thế thỉnh thoảng bố cứ bảo con là cái thằng hâm hấp. Thằng dở hơi, thằng chập mạch. Có lúc mày như thế đấy. Không bao giờ như thế. Bố phải mắng con gái bố thật nhiều vào để cho trưởng thành lên. Giờ chưa trưởng thành lắm đâu, giờ mới sinh năm 82 là ít nhiều hơn họ con có 2 tuổi thôi. Con gái chí chắn hơn con trai. Yeah. Anh toàn và nói bộc tạp. Con mà này nói bộc tòa bộc tòa.
cái gì đó. Thế chị Hưng con hơn con ở chỗ nào? Nó chín chắn hơn bà nhiều. Chín chắn là như thế nào để con còn học nào? Chín chắn là nói đâu đúng đấy. Con cũng nói đâu đúng ở đấy. Đâu được. Mày dâu quạt vào thế kia làm sao mà nói đâu đúng đấy được. Chị Hưng con cũng dâu quạt vào. Chị Hưng làm gì có dâu. Đấy bố đấy, đấy đấy bây giờ bố lại bảo con hơn thế này. Con gái nó là gì có dâu mà mày bảo cái nó có dâu quả vả. Thế chị em cùng một nhà thì phải có chứ. Không không, chị em nó khác chứ. Đấy bố toàn bảo vệ con gái bố thôi. Con trai nó có dâu, con gái nó là gì có dâu. Đấy mày muốn đặt ngược cái con gái có dâu thì có dâu thế nào? Họ để dâu nó có thôi. Để cũng không có được. Thế mai con đưa bố về ở với con gái bố nhé. Không. Sao không? Tao không ở đâu với nó còn phải đi làm suốt ngày. Bố, con đưa bố về với anh Việt con. Con Việt nó không ở đâu với tao. Tao không ở đâu với nó. Nó cứ đi chèo cây suốt ngày thì làm sao tao ở với nó. Thế con đưa về chỗ ông Vương. Vương thì nó đi đám cưới thì ngày nào tao đi ăn cưới à. Đúng rồi, đi ngày nào đi ăn cỗ, phải đó. Thế con đưa bố về với mẹ con. Mẹ mà không nuôi bố đâu. Thế sao bố không thích con mà bố cứ vào nhà con ở? Không thích là có những cái nó không hợp thì ta phải bảo để mày trở thành nữa thôi. Chốt lại là chuột là chưa được đi học đầy đủ quá. Chuột mà lại chưa được đi học đầy đủ. Thế con chuột là được đi học đâu? Chuột nó cả cho nó đi học. Chuột nó chắc ngày nó cắt chắc nó cứ chít chít. Đấy, toàn nói xấu cái người ở cạnh thôi. Nói đúng quá, nó trước ngày cắt chắc nhổ mặt trấu phì phì. Thế thôi bố nha. Ừ, không nói chuyện nữa. Con nhá. Con làm việc đi nhá. Nói chuyện bên này hết nhiều chuyện lắm, nãy giờ hết 5-6 nghìn rồi đấy. Làm gì hết lắm đấy. Thì ra bố đi ngủ được chưa? Thôi rồi, tao không nói chuyện nữa. Bố bảo chứ không con bỏ vào túi cho. Cho cái áo. Đừng đến đâu. Áo dép đọc chưa? Hả? Cái áo dép của bố rách hết nách rồi kìa. Bố làm gì có tiền. Mai mua áo mới vào nhá. Tiền đâu mà mua áo mới. Đây mà. Đây mà. Trả con cái mic. Bố còn ngứa người không? Không. Giờ thì bố chỉ ngứa lòng thôi.